Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Hôm nay mình và gia đình sẽ đi San Francisco chơi, và trên đường đi mình sẽ ghé vào tham quan lâu đài nhà hết ha, hết Castle trên đường đi San Francisco luôn đó các bạn. Ở đây là cái cổng để mình sẽ vào đây tham quan, rồi phía bên kia là một cặp theo bãi biển luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Mình mời các bạn cùng đi chơi với mình nhé. Đây, bước vào trong này thì người ta cũng có những cái gian hàng mua sắm các bạn. Rồi vào đây lấy vé ha Linh. Đây là vô vé. Con mình đã đặt vé sẵn rồi. Đây chỗ mình bút vé ha. Đây là gia đình mình sẽ đi vào tham quan hết Castle. Vậy là thuộc thành phố San Simeon nha các bạn. Hồi nãy trên đường đi mình đã đi ngang thành phố Cambria rồi. Có mô hình xe cổ nè. Xe này là xe ngựa. Anh kêu gì? Cái đeo cái vé này vào cổng nha. Rồi đó. Dòng kim cô. Linh đeo chưa? Rồi đeo nè. Con rể mình cũng làm YouTube luôn. Hey buddy. Cũng đeo vòng ở trên nè. Dòng đẹp quá. Đi chơi chuẩn bị đồ ăn đủ thứ mà quên đem muỗng cho thằng nhỏ. Bây giờ phải ghé vào đây xin những cái muỗng mũ. Ở trong khu này cũng bán những cái đồ lưu niệm rất là nhiều luôn các bạn. Đồ ly, ca, thủy tinh, rồi quần áo này kia cũng rất là nhiều luôn. Đi một vòng. Đây, những vị khách cũng đi tham quan. Khi trước vào cổng phải cho biết thì sẽ chụp hình là lưu niệm. Rồi sau khi mình bút vé rồi mình sẽ đến chỗ cái trạm xe buýt này ha. Thì tới giờ thì xe sẽ đưa mình đi tham quan ở hết Castle. Mọi người đang chờ nè. Lạnh không? Lạnh không? Lạnh. Ở đây thì nhiệt độ lạnh hơn ở khu mình ở khoảng 10 độ F các bạn. Đây nhà mình trên xe buýt đi vào tham quan hết Castle. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vận chuyển các thiết bị, vật liệu xây dựng cũng như lương thực, ông cho xây dựng một bến cảng và nhiều nhà kho trong khu làng San Simeon. Dưới chân núi, ông làm một con đường rải nhựa chạy quanh co dẫn lên ngọn đồi. Xa xa mình thấy thấp thoáng bóng dáng của một cái tòa lâu đài nguy nga nằm tuốt trên ngọn đồi cao đó các bạn. Rồi sau một hồi ngồi xe buýt thì mình cũng đã tới nơi. Xe buýt sẽ bỏ xuống rồi mình sẽ đi bộ lên tòa lâu đài. Hai bên cây cỏ trên một cái đồi cao rất là đẹp. Ở trên là núi cao, ở dưới là biển ha. Ở đây là một góc của tòa lâu đài hết Castle ha. Rồi nằm tuốt ở trên đỉnh đồi cao. Từ trên đây mình phóng tầm nhìn xuống một cái đồi thông và xa là biển, rất là đẹp luôn các bạn. Tòa lâu đài xinh đẹp hết Castle được đặt theo tên của chủ nhân là ông William Hutt. Rồi trên xe lâu quá rồi, bây giờ xuống đây chạy nhảy đã luôn, có cái mặt kìa.
vận động của đen lắm á. Ở đây mà vé là nhiêu dùng một à, người vé nhớ nữa anh vé nhiêu vậy anh? Một người à, mình bốn người à. Tòa lâu đài xinh đẹp Hurst Castle tọa lạc trên một ngọn đồi hoang vu trong phần đất San Simeon, California. Đây là cái lâu đài, cái gia trang của gia đình nhà Hurst. Cái lâu đài này được xây dựng bởi ông George Hurst và con trai của ổng hay là ba của ổng gì đó, mình không nhớ nữa. Và cái lâu đài này được xây dựng trong vòng 28 năm ở trên cái đỉnh đồi của nguyên cái nông trại của cái đất nhà họ. Rất là đẹp, từ ở trên này nhìn thẳng xuống, có cái view nhìn thẳng xuống biển cực kỳ đẹp luôn. Đây là tới cái khu hồ bơi đó các bạn, hồ bơi ở trên tòa lâu đài này rất là đẹp. Công trình thiết kế đây giống như là dạng thời cổ Hy Lạp rồi vậy đó các bạn. Mình coi trong những cái phim mà về Hy Lạp, về thần thoại đó, hồ nước trong xanh luôn. Dài 155 mét vuông, thiết kế theo kiểu La Mã với nhiều dải cột bằng đá quý và nhiều tiện người cá. Tiếp tục đi lên những cái bậc tăng cấp để lên tham quan cái tòa lâu đài. Bước lên trên thì chúng ta thấy thêm một cái sảnh nữa. Ở đây nhìn xuống bao quát toàn khu vực phía dưới cũng rất là đẹp, biển nè. Ở trên đây nhìn xuống cái hồ bơi. Ở đây toàn khu vực đây đồi núi không đó các bạn. Đây những cái gạch để mà lát cái sảnh người ta lát cũng rất là nghệ thuật, rất là đẹp luôn các bạn. Đặc biệt ở đây mình thấy những cái pho tượng ở đây hầu như toàn bộ là có những cái tượng đều là tượng khỏa thân hết nha các bạn. Tòa lâu đài chính nằm ở trên đó đó. Đây là những bức tượng, rồi phía dưới là một cái phù điêu khắc trên đá các bạn. Ngôi nhà chính có diện tích 5.640 m² với 130 phòng theo kiểu thánh đường La Ronda, có tháp đôi kiểu Tây Ban Nha. Lâu đài ngự trên dãy núi Santa Lucia, có độ cao 490 m, mặt hướng ra biển Thái Bình Dương, cách thành phố San Jose khoảng 100 miles và cách Los Angeles khoảng 250 miles. Chạy nhảy lung tung quá, bây giờ phải cột lại ha. Okay, thank you. Yeah, I appreciate it so much. Thank you. It will come to you eventually. Quay cái nón xuống luôn, nhờ cái chú này, một chú canh xuống sẽ cụm lụm lên rồi sẽ đưa cho mình. Suốt 20 năm, từ năm khởi công 1919 và kết thúc năm 1951. Chỉ riêng trong tòa lâu đài đã có 41 lò sưởi, 61 nhà tắm, 38 phòng ngủ, có nhiều thư viện, dãy buồng, nhà bếp,
phòng ăn và một rạp chiếu bóng. Bây giờ chúng ta đi lần theo một cái khung cửa hẹp để vào phía bên trong này ha. Cái chỗ cửa này cũng chạm trổ rất là chi tiết luôn. Vô cái khung cửa rất là hẹp nhưng mà vào đây thì một cái sảnh rất là to lớn luôn. Ở đây là thấy có nhiều cái lá cờ đây. Ở trên trần cũng được chạm trổ rất là nhiều hình ha. Đây chắc là cái chỗ yến tiệc gì đây, rất là nhiều bàn ghế luôn. Năm 1944, tầng thứ 4 của tòa nhà đang xây được tiến hành xây dựng. Lúc ấy hết 84 tuổi và cũng là lần cuối cùng ông lui tới tòa lâu đài này. Đến năm 1951, ông qua đời. Một vũ trường lớn vẫn còn đang xây dựng dở dang cho đến ngày nay. Một vườn bách thú khá phong phú về các chủng loại thú nuôi cũng được xây dựng tại đây, nhưng về sau đã tặng lại cho sở thú ở San Diego. Sau khi ông qua đời, gia đình ông đã chuyển nhượng ngôi nhà này cho chính quyền tiểu bang California sở hữu vào năm 1957 để làm thắng cảnh của tiểu bang. Ngày nay, nơi đây được xem là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Mỹ. Cái phòng lớn trước khi mình vô là cái phòng ăn. Cái phòng mà nãy là sau khi ăn xong có thể qua đó ngồi uống trà. Rồi đây là phòng giải trí nè. Mình thấy đây những cái bàn bia. Hưởng thụ ghê ha. Có đặt một cây piano cổ. Phòng vô những cái cửa mình cảm giác đều rất là hẹp nha. Trong cái phòng này người ta chiếu phim cho mình xem, phim về tư liệu về những cái thước phim cổ từ thời năm 1919. Rồi sau từ trong phòng và chiếu phim thì mình sẽ đi ra ngoài luôn. Đó. Trong phòng giống như ánh sáng mờ mờ ảo ảo ha, thiếu ánh sáng và ra đây thì chói chang luôn. Nhiệt độ đang rất là lạnh nha các bạn. Mình để ý thấy là từ lúc vào cho đến lúc đi ra thì mình chỉ đi có một chiều thôi các bạn. Mình vô phòng cũng vậy, mình vào cái cửa này mình ra ở cái cửa khác. Và cái lối đi cũng vậy luôn, mình vào ở lối đi này như một chút mình sẽ ra ở lối đi khác. Rồi có nghĩa là mình sẽ đi một vòng hết cái tòa lâu đài luôn. Phía dưới này cũng có sân tennis nữa này. Trong tòa lâu đài còn có một hồ bơi rất sang trọng được lát vàng và gạch xanh với lối kiến trúc Byzantine. Đây là hồ bơi tiện lợi nhất vì có lối thông vào một số phòng chính và phòng ăn. Đó, bây giờ mình lại đi ra, mình đi cặp theo cái hồ bơi. Tham quan dòng nước trong xanh và những kiến trúc cổ kính ở đây rồi mình sẽ đi ra bằng một cái lối đi khác. Hồ bơi chiếm toàn bộ trong cái sảnh này luôn. Hồ rất lớn, mình tưởng là hồ chữ nhật không, nhưng mà nó quẹo cái chữ T vô phía trong kia luôn. Sau khi tham quan hồ bơi ở phía trong nhà rồi thì chúng ta đi ra và lên xe buýt để kết thúc cái tham quan cung điện hết cắt tàu. Đây là cô hướng dẫn của mình. Bây giờ thấy là mình đã tham quan xong cái hết cắt tàu rồi. Bây giờ mình tạm biệt các bạn ở đây.
mình và gia đình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi đến thành phố San Francisco. Trên đường mình đi lên San Francisco, bây giờ là 7 giờ tối rồi nhưng mà trời nó còn sáng trưng rồi các bạn. Thì mình sẽ ghé đây ăn tối. Ở đây khu vực này thì mình thấy có bún bò Huế An Nam và phở gà An Nam chung trong một cái khu luôn. Thì gia đình mình quyết định ghé bún bò Huế An Nam để vào đây ăn. Mình sẽ quay một số hình ảnh đây các bạn xem nha. Đây tiệm bún bò Huế An Nam đó, trong cái khu này. Kia là phở gà An Nam các bạn. Bây giờ mình vô cái tiệm bún bò Huế này nha. Ở đây là San Jose thì mình thấy cái khu này người Việt cũng nhiều các bạn, nên mình thấy những cái hàng quán, cửa hàng, cửa tiệm này kia cái tên tiếng Việt cũng nhiều ha. Rồi vào đây. Phở đặc biệt luôn. Phở đặc biệt luôn, phở nhỏ luôn. Lớn. To lớn nha. Lấy bát xương luôn ha. Dạ. Nhưng mà cái bún bò Huế đặc biệt thì mình đừng có lấy giò heo. Không có giò heo. Tô bún bò lớn đầy đủ ha. Đây là hai tô lớn một nhỏ. Chúng ta thấy tiệm cũng khá là khang trang và sạch đẹp luôn nha các bạn. Hiện giờ khách cũng đang rất là đông luôn. Đây là cái menu của quán nè, vừa bún bò vừa phở luôn. Mình gọi cái tô phở đặc biệt. Mình kêu tô phở đặc biệt, mình thấy cái tô nào tô nấy bự chà bá lỡ luôn. Mình tô phở đặc biệt nè, nạm nè, viên nè, đó. Bà xã mình với rể thì lại ăn tô bún bò, cái nào cũng to hết. Gái mình cũng ăn phở luôn, cháu ngoại mình thì nó mê coi cucumelon, đó. Rồi rau. Rau thì mình thấy có cải nồng, rau quế, cái ngò gai này kia đó các bạn. Địa chỉ ở đây là số 740 đường Story và ở thành phố San Jose đó các bạn. Thấy nước lèo nó sao? Này là bún bò Huế hả? Ngon không? Ở đây nó nấu không có mặn lắm. Lớn lớn. Nó lại lớn. Không có mặn lắm, vừa ăn ngon. Trong đây có gì? Nó có giò heo không? À, chỉ bò thôi. Không có giò heo, có huyết nè. Heo nè, thịt. Có gân bò nè. Có hình như thịt heo đúng không? Thịt heo nè. Bò. Thịt bò. Rau, kèm rau vô. Cái rau. Ồ, bé Ti ăn cái gì? Ở đây ghê quá đây. Đây làm phở là bánh phở tươi nè, chứ không phải là bánh hủ tiếu giống như là phở Holic nha. Tô đặc biệt thì có sắp. Cái này là gân hả? Nạm, cái này là nạm. Tái, bò viên. Bỏ qua chén nhỏ cho bà đây nè. Dạ, múc thêm, múc qua bớt rồi cho bà đây. Gân mềm không? Mềm. Cho anh có gân không? Có. Gân luôn. Rồi giờ bỏ rau vô ăn. Ủa phở là mình thấy nè. Người ăn cái. Cái rau bún bò Huế có cải nồi, bắp cải. Miếng bắp chuối với lại giá. Đi sáng giờ đói bụng rồi nên ăn cái tô rất lớn. Trên xe mình có ăn bánh mì rồi. Bún bò Huế nó cũng là cái cọng bún lớn này. Thì lá sách bò. Tôi đặc biệt nên có lá sách thôi. Chấm nướng tường. Thì ăn ngon không? Yes. Thấy thì cũng đầy đủ mọi thứ đó. Với lại bánh phở thì là bánh phở. Thì thầy thấy ở trong phở Holic đầu thì có
lâu quế với lại quá chừng thịt luôn, thịt mình múc lên nồi nồi luôn nè các bạn, đó nồi nồi thịt luôn, gân ăn cũng mềm. Thì sáng giờ đi mình ăn ăn đồ trên xe thôi, bánh mì đồ ở nhà đem sẵn đó. Bây giờ chiều tối là mới ghé vô cái quán ăn. À, một tô ở đây thì tầm cỡ 15-16 đồng. Tô này ăn hết không? Linh. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Tô rất là lớn luôn. Con ăn thử, con đừng có lấy cái muỗng đó rất em nha. Cay lắm, mẹ bỏ ớt. Đây nè, muỗng nè, muỗng mới nè, cái gì? Bán rồi, có muỗng. Yes. Yes. Nhìn em đó, nó cười là nhiều quá. Tại cháu ngoại mình thì rất là kén ăn thịt, ăn bò viên. Ăn miếng nhỏ thôi con. Bà xã ăn cũng giữ thoáng qua cũng hết tô rồi. Đói, đói với lại đói. Ngon. Trời cũng khá là lạnh các bạn. Mình với gia đình ăn cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Mình sẽ đi đến San Francisco ha. Trời lạnh và thời tiết nói chung là cũng thuận lợi các bạn. Mấy ngày nay ở dưới mình ngày nào cũng mưa hết. Nhưng mà hôm nay mình đi bắt đầu là không có mưa nha. Cái nhà này con mình thuê nè. Thuê trên mạng đó các bạn. Thì thuê xong rồi đặt cọc rồi... giá cả xong rồi thì người ta sẽ cho mình cái mã số để mở khóa cửa đó. Rồi mình cứ chạy lên mình bấm mở số mở khóa cửa. Ở đây có một cái gara để mình đậu xe nè. Đó. Rồi ở dưới đây có hai cái máy giặt luôn. Rồi ở đây mình đậu xe ở đây xong rồi mình sẽ bước vào phòng nè. Phòng ở đây mình để giày dép đồ ha. Rồi đầu mình mới lên. Ở trên mới là chỗ ở nè. Đó. Lên cái bậc thang này lên. Đó. Ở trên là chỗ ở. Nhà cũng nhìn khá là mới mẻ luôn á. Bây giờ tối mình tới San Francisco thì mình mướn một căn nhà, nguyên căn nhà đó bạn. Mình mướn mày này là bao nhiêu tiền cho bé Dung? Tổng cộng là 1.100. 4 ngày 3 đêm 1.100. 4 ngày 3 đêm 1.100. Mà khi mà mình thuê á là mình cũng có so sánh giữa giá thuê khách sạn với lại giá Airbnb, giá mướn cái nhà này thì nó cũng ngang nhau mà giá nhà này nó hình như là nó còn rẻ hơn là giá thuê khách sạn. Tại cái tuần này mình đang đi là cái tuần lễ Spring Break ấy, nhiều người ta cũng đang đi du lịch đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ cái phòng, cái nhà, nguyên căn nhà luôn cho các bạn. Cho các bạn cùng xem nha, đó, nhà cũng khá là đẹp. Đây là phòng khách ha, đó, bộ sofa. Có những cái chủ người ta sử dụng thì những cái nào đồ của người ta khóa tủ lại các bạn. Đây, nhà cũng rất là rộng ha. Đây là một cái bedroom riêng biệt nè. Đó, phòng tắm là bô. Cháu ngoại khoái quá, chạy lăng xăng luôn. Đó, lót thảm đàng hoàng. Đây là khu vực chỗ ăn uống nè. Nhà bếp. Và đây là một phòng. Phòng này lớn, toilet nằm trong phòng luôn. Đó. Mình mướn ở đây là 4 ngày 3 đêm nha. Mới về thì đồ đạc đem lên còn dứt tùm lum hết. Còn đây là khu vực bếp nè. Đó, bà xã gì là nhào vô bếp liền. Hãy giặt khăn lên cho cháu ngoại. Trên xe đó. Lao tay lao kia. Khu vực bếp. Đó. Đó là một phòng nè, một phòng ngủ ha. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, cũng có cửa sổ nhìn ra. Chỉ có một cái toilet ở trong phòng thôi, còn một cái toilet thì ở ngoài. Đó, đây có tủ luôn. Đó. Tủ lạnh, bếp đầy đủ, ở dưới thì có gara xe.
phía dưới ha, đi lên bậc tăng cấp thì lên tới trên này. Đó, bếp núc có đầy đủ chén, đĩa, microwave, lò nướng, bếp. Có mấy cái đồ mà xài một lần rồi bỏ đó. Rồi người ta còn có để đồ y tế cá nhân gì sẵn cho mình luôn. Thùng rác, tủ lạnh. Tủ lạnh có gì ở đây không? À, bà xã mới rửa nho, mới gì bỏ vô nè. Cũng có đi siêu thị mua một mớ mớ đồ nha các bạn. Rồi, đây là thêm một cái phòng nữa, như vậy là ba phòng. Và hai bedroom. Có cửa sổ luôn. Cũng khá là rộng á. Mình thấy 4 ngày 3 đêm. Theo con mình là giá này đã có khuyến mãi rồi á.